Kết hôn từ năm 2011 đến đầu năm 2024, chị Trần Thị Thu Hằng ở xã Hòa Bình, huyện Đồng Hỷ mới có được em bé đầu lòng. Và để có được trái ngọt như ngày hôm nay, thì trong suốt thời gian qua, chị Hằng phải đối mặt với vô vàn những khó khăn và áp lực. Tại vì là thực ra vợ chồng mình á, cứ gom góp, nói chung là làm được bao nhiêu thì cũng đi tìm con hết. Thì cũng vay mượn rồi đủ kiểu bao nhiêu năm ấy chứ. Thậm chí có những người cho vay mượn tận 10 năm rồi thì mình vẫn cứ còn chưa trả được. Tại vì cứ luôn luôn là cứ có đồng nào là đi lại đi trên con đường đi tìm con. Tại vì thực ra là chúng tôi mà đi làm cái phần này thì là cũng không được chi trả phần nào, hoàn toàn là tiền cá nhân bỏ ra hết. Không riêng chị Hằng, trên hành trình đi tìm con, nhiều người bị vô sinh hiếm muộn đã phải rơi nước mắt khi mong ước không thành hiện thực. Áp lực từ gia đình, xã hội và gánh nặng về tài chính khiến không ít cặp vợ chồng buộc phải dừng lại việc điều trị hoặc gặp rất nhiều khó khăn trong quá trình điều trị vô sinh hiếm muộn. Lập gia đình từ năm 2014 và đến thời điểm năm nay thì mình chuẩn bị làm IVF lần thứ ba rồi. Chi phí cho một cái ca IVF như theo mình ấy, như mình làm thì khoảng hết hơn 100 triệu. Và đối với gia đình mình thì không phải là gia đình khá giả nên là cũng là khá là vất vả. Theo các chuyên gia, tỷ lệ cặp vợ chồng vô sinh hiếm muộn người Việt Nam trong những năm gần đây là khá cao, với xấp xỉ 8% trên tổng số dân. Tuy nhiên, hiện vô sinh hiếm muộn vẫn chưa được coi là bệnh nên không được bảo hiểm y tế thanh toán chi trả. Bệnh nhân đi khám đều phải tự chi trả các chi phí nên đó đang là rào cản lớn đối với nhiều cặp vợ chồng. Các cái chi phí để làm cho một trường hợp thụ tinh ống nghiệm vẫn còn rất là cao so với thu nhập bình quân của người dân Việt Nam bây giờ. Về phía bảo hiểm y tế và bảo hiểm, đặc biệt là bảo hiểm xã hội thì cố gắng làm sao mà tiếp cận được đối với các đối tượng này và phần nào thanh toán cho họ được, dù có một phần thôi, không phải chưa thanh toán toàn bộ thì cũng đã giảm bớt những nỗi khó khăn cho các cặp vợ chồng vô sinh hiếm muộn này. Có thể thấy hành trình tìm con của các gia đình hiếm muộn là hành trình dài với vô vàn khó khăn cả về tinh thần lẫn điều kiện kinh tế. Hy vọng rằng trong thời gian tới, vấn đề bảo hiểm y tế chi trả cho người vô sinh hiếm muộn sẽ sớm có chính sách hợp lý, phù hợp với thực tế và mang ý nghĩa nhân văn.